Haga Shop xin chào 800 quý thượng đế YouTube và Facebook. Như trên màn hình đây là Vespa Shopping hoặc là Rimavera. Vespa Shopping hoặc là Rimavera về cái phần xi nhan trước, xi nhan sau, độ đèn sẽ giống nhau. Chỉ riêng cái phần đèn chiếu sáng nó sẽ khác. Shopping nó sẽ hình lục giác nằm ngang như trên video này. Còn Rimavera nó sẽ là hình tròn. Thì với cái hai dòng xe này các bạn có tham khảo những cái video mình đã làm rồi ở trên YouTube và là Facebook để tham khảo những con đèn cho hai dòng xe này thì giống nhau. Và những cái video bên mình làm độ những cái phần Audi là sử dụng cái đèn trên xe độ trực tiếp trên đó. Ở ngoài thị trường sẽ có những cái mẫu mã mà những cái giá đèn các bạn hay kêu là level 10 hay là đèn HD cọt, rồi những cái mẫu đó là nguyên cụm làm sẵn thay vào. Còn những cái mẫu mã bên mình đó là sẽ độ trực tiếp trên chỗ đèn zin. Thì option năm nay vẫn như là những cái video trước kia, vẫn là Audi xi nhan chạy. Trước cả sau. Nhưng mà xe ở video này nó sẽ khác với những video trước là có thêm cặp cùm Limiter. Và cái phần đờn mi zin của xe là màu trắng thì chủ xe yêu cầu là đổi xe màu đỏ cho nó nổi bật hơn. Nếu mà để màu trắng trùng với cái màu của Audi màu trắng thì nó sẽ không nổi ba cái chấm này. Nên chủ xe yêu cầu là làm cho cái ba cái bóng zin nó nổi hơn sau khi làm Audi. Rồi mình sẽ chuyển qua màu đỏ như thế này. Màu sắc thì các bạn thấy màu đỏ, màu xanh dương, xanh lá, màu vàng đó tùy các bạn. Và cái Audi trước sau này vẫn là Audi cái quả tiết mình hay gọi là Audi sấm sét. Cái Audi sấm sét nó tội theo cái kiểu mà mình nhớ là cái bộ đèn level 10 thì phải. Thì option vẫn là Audi xi nhan chạy các bạn ha. Và khi làm Audi xi nhan chạy có luôn cái quét cái động. Còn cái phần cặp cùm Limiter là sẽ như thế này. Cặp cùm Limiter là cặp cùm có đèn. Thì cái phần đèn trên cùm nó sẽ có màu xanh dương, màu đỏ, màu trắng. Đây các bạn, cặp cùm sau khi hoàn chỉnh nó sẽ lên xe sẽ như thế này. Và nó sẽ có đèn như nãy mình nói là xanh dương đỏ trắng. Cái phần đèn trên cùm mình sẽ đấu theo nấc đờ mi. Là ban ngày mình không cần cho nó sáng. Tại ban ngày nếu mà ra ngoài đường có sáng cũng không thấy rõ. Do ánh sáng ngoài đường đó là ánh sáng mặt trời á, nó sẽ rất là sáng. Đây các bạn, cái phần nấc đờ mi mình sẽ cho điều khiển cái phần đèn trên cùm. Và mở cái phần đờ mi trên cái Audi. Các bạn ha. Và cùm thì nó sẽ bổ sung thêm được chức năng vaccine và hai ra. Nó sẽ còn dư một cái nút này, nút này mình để trống, sau này có làm gì thêm mình sẽ đổ thêm. Cái nút này mình sẽ làm cái nút mà nút mod trên cái cùm zin á, là chuyển cái chế độ hiển thị trên cái LCD này. Đây các bạn để kỹ cho mình. Nhưng mà cái nút mod trên xe là nút dạng như nhấn vô tự động nhả ra. Còn nút này nút on off nên các bạn khi bật tắt các bạn phải trả về như thế này. Đó. À. Rồi. Cái phần xi nhan kèn như cũ. Đây là bát xin nè các bạn. Đó. Là chế độ bát xin ha, để kỹ cho mình. À. Rồi. Ở góc trên cùng màn hình bên phải là cái chỗ ánh sáng của cái đèn nó hoạt động các bạn, là bát xin. Cái lẫy nằm ngay vị trí này nên rất là dễ dàng bát xin luôn. Thì cái việc mà lắp đặt cái cặp cùm này lên xe nó phải có vấn nhiều cái xử lý nhiều cái khâu trong đó để hoàn chỉnh được một cặp cùm và hoàn chỉnh được cái phần điện. Nên mà để nhận làm cặp cùm này mình nhận luôn nguyên chiếc xe để hoàn chỉnh phần điện đó, mà cái lắp cùm lên xe cũng phải có một số cái thủ thuật, bên thợ sẽ xử lý cái phần đó. Rồi, và cái phần có pha là đây các bạn, mở đèn có pha bát xin Haza, mình thử với bạn Haza xin kèn nè. Đây là Haza là đây các bạn, để kể cái hiệu biểu tượng Haza là bốn xi nhan chớp tắt cùng lúc. Đây thì xe này sẽ là xi nhan chạy không phải là xi nhan chớp tắt nữa, do đây là làm Audi xi nhan chạy các bạn. Xe này các bạn để ý kỹ là cái mặt kính đã có dán đề can khói hoặc là sơn màu khói đó tùy các bạn. Các bạn muốn dán đề can hay sơn thì các bạn. Duy nguyên bản là mặt kính trong nhìn nó sẽ sáng mạnh hơn. Nhưng mà xe này đang dọn tông xe là màu đen nên chủ xe đã cho sơn luôn cái mặt. Thì mình biết như là sơn, đã sơn khói cái mặt kính này. Nó có hai giải pháp sơn khói là dán đề can đen đó tùy các bạn. Dán đề can đen này cái các bạn trả về zin nó đơn giản hơn, chỉ cần lợp lớp keo xuống thôi. Đây là đang chế độ Haza nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái tín hiệu của tắt khóa mở khóa thì xi nhan chạy. Tính tín hiệu tắt khóa mở khóa trước. Rồi. Bắt xin luôn. Bắt xin đã đèn luôn. Đây bạn, các bạn thấy rõ là khi mà mở khóa, tắt khóa mở khóa là cái phần Audi nó sẽ quét khởi động trước. Rồi nha. Rồi mình làm lại cái phần quét khởi động lần nữa. Đây cái này quét khởi động khi bạn làm LED Audi xi nhan chạy là cơ mình đã làm luôn cái phần hiệu ứng quét khởi động cho đẹp mắt. Thế mà bây giờ tính này xi nhan đèn bên. Đây, tính này xi nhan bên phía bên góc trái màn hình. Rồi, tắt xi nhan.
thì tắt xi nhan thì tự động cái phần ao điện nó trở về vàng, từ tắt vàng trở về trắng. Cái phần đờ mi thì nó sẽ có màu trắng và xanh dương, xanh lá đỏ gì tùy các bạn. Đa số thấy hay làm nhất là màu trắng chạy vàng, hoặc là đỏ chạy vàng, hoặc là xanh chạy vàng. Cái phần xi nhan luôn luôn thấy là hầu như là màu vàng. Ngoài màu vàng mình sẽ làm được màu khác nữa, màu xanh dương, màu đỏ rồi, nhưng mà thấy đa số sẽ là màu vàng. Đúng chất tính chất xi nhan sẽ là vàng. Cứ thế xi nhan chạy chứ tắt là mình hiểu là xe mình đang mở xi nhan. Rồi, cho xi nhan phía còn lại luôn. Đây ạ. Đây, mình tắt xi nhan nha. Bây giờ mình mở đèn code pha. Mở đèn code trước. Mở đèn bên này. Rồi, bắt xin thử. Rồi, mở code pha luôn. Rồi, tắt đèn. Rồi, ok, bắt xin lần nữa. Đấy mà ha. Thì cái pha 2 tầng thì xe này đã trang bị sẵn pha 2 tầng rồi. Bên mình chỉ xử lý về phần điện cầm cho nó hoạt động và làm 4 cái Audi trên 4 cái xi nhan như đầu video mình đã nói. Ngoài ra các bạn muốn đẹp mắt thêm cái phần đồng hồ, các bạn làm phim 7 màu nữa. Mình có làm một cái video giới thiệu riêng về cái phần phim 7 màu trên đồng hồ, cho nó full màu luôn. Full màu cả LCD và full màu ngay chỗ phần tốc độ luôn các bạn. Rồi, bây giờ là tín hiệu của phần ngoài sau, xi nhan và tín hiệu tắt khóa mở khóa nữa là xong cái video hôm nay. Thì với phần xi nhan này thì cái phần xi nhan này các bạn biết là mình đã làm cũng khá nhiều video rồi. Ngoài cái mẫu sấm sét này, hoặc là cái mẫu quả tiết cũng có, và cái mẫu một sọc đơn giản viền theo cái chó đèn, nó rất nhiều option. Các bạn không làm xi nhan chạy, các bạn làm xi nhan chớp tắt vẫn được, nó tùy mỗi người các bạn. Rồi, cho đến điều tắt xi nhan. Mở xi nhan phía còn lại luôn. Rồi, cho cái quạt nó đứng. Mình diễn cái mic ra bên góc cái này cho bạn dễ thấy hơn ha. Rồi, tắt xi nhan luôn. Rồi, mình cho bạn xem lần tín hiệu tắt khóa mở khóa lần nữa của ngoài sau. Rồi, tắt khóa mở khóa. Đó ạ, đây là cái quét cái động. Cho làm lần nữa. Đèn zin thì đèn hậu zin không làm gì hết. Đèn zin thì đờ mi, chữ U. Và ở giữa bắp thắng, như là bắp thắng nó sáng lên. Zin nguyên bản mình không làm gì hết. Rồi các bạn, Audi trước sau. Và cái phần cặp cùm Light Master. Cặp cùm Light như mình đã nói là cái màu sắc sẽ là trắng, xanh dương và đỏ thì các bạn. Thì trên thị trường cùm Light Master này hiện giờ cũng có hai loại, một loại là kêu là hàng zin, còn một loại là kêu hàng thị trường. Thì bên mình chỉ làm hàng zin, các bạn không làm cái hàng thị trường. Thì đương nhiên giá tiền nó sẽ khác nhau và cái ngoại hình cùm nó cũng sẽ khác nhau. Ngoại hình cùm là như thế nào, là thứ nhất là những cái điểm ba giới trên cùm sẽ không có. Ở những cái điểm góc cạnh như thế này là nó không còn bị ba viên nữa. Đó là hàng zin. Còn với hàng thị trường kia là cái hàng hàng phát, các bạn hay gọi là hàng phát á, thì những cái ba vế nó vẫn còn. Và cái chất liệu của dây điện bên trong cùm nó sẽ không có bằng hàng xịn. Nó là vậy. Thì bên mình chỉ nhận làm điện cho những cùm zin thôi các bạn. Ngoài cái cùm ngoài cùm Light Master này, thì cùm Light Master này được cái đẹp mắt, nên là nó có đèn trên cái cùm. Còn các bạn không muốn chơi cùm Light Master, các bạn muốn những cùm khác có chiếc có thêm bổ sung được cái bát xin á, thì theo mình hiện giờ sẽ có cùm CB 650F bổ sung với bát xin Aya, hoặc là cùm BC bát xin gì cũng được các bạn. Nhưng mà với Vespa này đi cặp cùm Light Master nó sẽ cân đối hai bên hơn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Còn cái cùm CB60S như mình vừa nói á, chỉ là xài cho những con Vairo, những con Sonic, những con Raider, những con mà xe mà ghi đông trần các bạn. À, Vairo 150 hoặc là Vairo 160 các bạn ha. Rồi, full năm nay là một chiếc Vespa Spring. Còn ghi Mavera các bạn làm option như video này vẫn được. Với full Audi 4 xi nhan, Audi xi nhan chạy và cái cặp cùm Light Master bổ sung được chức năng Maxine Haya và có đèn trên cùm. Và các bạn cần thắc mắc tư vấn cứ vui lòng gọi trực tiếp số loại video, liên hệ thẳng qua Facebook Zalo. Trong thời gian làm việc của bên shop mình là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối và làm việc suốt tuần các bạn nha. Và video đây sẽ thúc, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn lại các bạn trong video của shop mình nữa. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.